Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là Radio Tâm Ca. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Zen Kabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco chủ sự buổi đọc kinh truyền tin lễ Đức Mẹ lên trời. Vatican, trưa thứ Bảy lễ Đức Mẹ lên trời vào lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã chủ sự đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự buổi cầu nguyện với các tín hữu như vẫn thường làm vào ngày Chủ nhật. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có bài giáo lý ngắn dành cho các tín hữu. Trước hết, khởi đi từ sự tiến bộ của nhân loại trong việc đặt chân lên mặt trăng, Đức Thánh Cha dẫn đến ân sủng hồn xác lên trời của Đức Mẹ. Khi con người đặt chân lên mặt trăng, có một câu nói đã trở thành nổi tiếng, đó là một bước tiến nhỏ đối với một người, một bước nhảy vọt đối với nhân loại. Thực tế, nhân loại đã đạt đến một cột mốc lịch sử, nhưng hôm nay trong ngày lễ Đức Mẹ lên trời, chúng ta cử hành một sự chinh phục vĩ đại hơn nhiều. Đức Mẹ đã đặt chân lên thiên đàng. Mẹ đến đó không chỉ bằng tinh thần mà còn bằng thể xác với tất cả con người của mẹ. Bước đi của trinh nữ thành Nazareth nhỏ bé này là bước nhảy vọt của nhân loại. Chúng ta khó đặt chân lên thiên đàng nếu trên mặt đất chúng ta không sống như anh chị em của nhau. Nhưng một người trong chúng ta sống trên thiên đàng cùng với thân xác mang lại cho chúng ta hy vọng. Chúng ta hiểu rằng chúng ta là quý giá, được dành riêng hướng tới sự phục sinh. Thiên Chúa sẽ không để thân xác của chúng ta tan biến. Với Chúa sẽ không có gì bị mất. Nơi Đức Maria, mục tiêu đã đạt được và chúng ta có lý do để bước đi. Không phải để có được những điều gì đó ở dưới thế này, những thứ tiêu tan, mà là quê hương trên trời. Và Đức Mẹ là ngôi sao dẫn lối cho chúng ta. Như công đồng dạy, Mẹ chiếu sáng như một dấu chỉ niềm hy vọng vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa trong cuộc lữ hành. Đức Thánh Cha nói tiếp, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Chúng ta thường nghe những lời này, có lẽ chúng ta không còn để ý đến ý nghĩa của những lời này nữa. Và Đức Thánh Cha giải thích, ngợi khen có nghĩa là làm điều tuyệt vời, làm điều vĩ đại. Đức Maria ngợi khen Chúa không phải là trong cuộc sống của mẹ không có vấn đề, nhưng mẹ ngợi khen vì Thiên Chúa. Chúng ta thì ngược lại, chúng ta để mình bị quỳ ngã trước những khó khăn và sợ hãi. Đức Mẹ thì không phải vậy, vì mẹ đặt Chúa là đấng vĩ đại đầu tiên của cuộc đời. Từ đây khơi nguồn ngợi khen, từ đây niềm vui phát sinh. Không phải từ việc không có vấn đề, điều này sớm hay muộn cũng sẽ đến, mà là từ sự hiện diện của Chúa, bởi vì Chúa vĩ đại và nhìn đến những người nhỏ bé. Đức Thánh Cha giải thích tiếp, thật vậy, mẹ Maria tự nhận mình là nhỏ bé và tán dương những điều cao cả Chúa đã làm cho mẹ. Điều cao cả trước hết đó là một món quà bất ngờ của sự sống. Đức Maria là một trinh nữ và mang thai, bà Elizabeth người đã già và đang mong chờ đứa con. Chúa làm việc kỳ diệu với những người nhỏ bé, với những người không tin mình là vĩ đại, nhưng trong cuộc sống lại dành không gian lớn cho Thiên Chúa. Ngài mở lòng thương xót đối với những ai tin cậy vào Ngài và nâng cao những kẻ khiêm nhường. Đức Maria ngợi khen Đức Chúa về điều này. Tới đây áp dụng vào đời sống thiêng liêng cho mỗi người, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có ngợi khen Thiên Chúa không? Chúng ta có tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng ta không? Đức Thánh Cha gợi ý một số điều phải tạ ơn. Đó là cuộc sống mỗi ngày mà chúng ta lãnh nhận, tình yêu, ơn tha thứ và sự dịu dàng của Chúa. Và còn nữa, Chúa đã ban cho chúng ta mẹ của Ngài và anh chị em đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Nếu chúng ta quên đi những điều tốt đẹp, con tim sẽ nhỏ lại. Nhưng nếu giống như mẹ Maria, chúng ta nhớ đến những điều vĩ đại mà Chúa làm cho chúng ta, nếu ít nhất một lần trong ngày chúng ta ngợi khen Ngài, thì chúng ta tiến một bước dài. Con tim sẽ rộng mở, niềm vui sẽ tăng lên. Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý với lời mời gọi, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ là cửa thiên đàng và bắt đầu mỗi ngày bằng cách ngước nhìn lên trời, hướng về Thiên Chúa để thưa với người, tạ ơn Chúa. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lời cầu dưới tước hiệu Đức Mẹ Hy Vọng được đưa thêm vào trong kinh cầu Đức Mẹ trong thời gian gần đây. Đức Thánh Cha nói, chúng ta xin Mẹ chuyển cầu cho tất cả những hoàn cảnh đang khát khao hy vọng trên thế giới, hy vọng hòa bình, công lý, một cuộc sống xứng nhân phẩm. Hôm nay, tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho người dân ở khu vực phía bắc của Nigeria,
nạn nhân của bạo lực và các cuộc tấn công khủng bố. Đức Thánh Cha cũng chào thăm tất cả người dân Roma và các khách hành hương đến từ các quốc gia, các gia đình, các nhóm giáo xứ và các hội đoàn, đặc biệt các bạn trẻ của phong trào công giáo tiến hành của Thánh Gerolamo ở Trieste. Đức Thánh Cha mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tất cả những ai đang hiện diện tại quảng trường, những người đang đi nghỉ hè, cũng như cho những người không có điều kiện này, đặc biệt những người đau yếu, neo đơn và những người đang đảm bảo các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người nếu có thể hãy đến đền thờ Đức Bà Cả để tôn kính Đức Mẹ, cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, Maria Salus Populi Romani. Trước khi chào tạm biệt, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho Ngài và chúc mọi người bữa trưa ngon miệng. 1/4 thanh niên ở Mỹ có ý định tự tử. Hoa Kỳ, theo một khảo sát mới của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, hơn 1/4 thanh niên từ 18 đến 24 tuổi đã nghiêm túc suy nghĩ về việc tự tử trong tháng trước. Số liệu này được đưa ra trong báo cáo có tiêu đề Sức khỏe tâm thần sử dụng chất kích thích và ý tưởng tự tử trong đại dịch COVID-19 Hoa Kỳ, ngày 24 đến 30 tháng 6 năm 2020, được xuất bản ngày 14 tháng 8, dữ liệu được thu nhập từ những người lớn trên khắp Hoa Kỳ vào cuối tháng 6. Anh Tommy Tai, một nhà tư vấn hôn nhân và gia đình và là người dẫn chương trình podcast về sức khỏe tâm thần công giáo Sandipna Playbook, nói với hãng tin công giáo CNA rằng anh thật sự đau lòng, mặc dù đã đoán trước được điều này. Đây là hậu quả của nhiều tháng bị phong tỏa trên khắp đất nước và lo lắng về đại dịch virus corona. Theo CDC, 40,9% người được hỏi cho biết ít nhất có một vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc hành vi, bao gồm các triệu chứng về rối loạn lo âu và rối loạn trầm cảm, các triệu chứng rối loạn về một chấn thương hoặc căng thẳng liên quan đến đại dịch, và bắt đầu hoặc gia tăng sử dụng chất kích thích để đối phó với căng thẳng hoặc trầm cảm liên quan đến COVID-19. Những con số này tăng đáng kể giữa các nhóm nhất định. Gần 3 trong số 4 người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 24 và hơn một nửa số người lớn trong độ tuổi từ 25 đến 44 đã báo cáo ít nhất có một triệu chứng bất lợi về sức khỏe tâm thần hoặc hành vi trong cuộc khảo sát. Trong số tất cả những người được hỏi, 10,7% cho biết là đã nghiêm túc suy xét việc tự tử trong 30 ngày trước khi cuộc khảo sát được thực hiện. Trong đó, con số này là 25,5% đối với số người được hỏi ở độ tuổi từ 18 đến 24. Ông Thai cho biết rằng, những con số ảm đạm này phản ánh sự thiếu nhận thức về sức khỏe tâm thần trong một nền văn hóa rộng lớn hơn và thiếu việc tiếp cận các dịch vụ. Ông nói, các triệu chứng sức khỏe tâm thần và những kỹ năng lành mạnh để đối phó với những triệu chứng đó bị nền văn hóa của chúng ta bỏ qua. Vì thế, nhiều người trong chúng ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị để đối phó với kinh nghiệm vượt mức này. Ông Thai nói rằng, đời sống tâm linh đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe tâm thần. Ông gợi ý rằng, những người đang đối mặt với những căng thẳng nên dành giờ để tạm dừng, hít thở, cầu nguyện và suy gẫm, và có thể ghi nhận lại những cảm xúc của họ mà không xét đoán. Ông Thai cũng đề nghị tạm ngưng các phương tiện truyền thông và các môi trường khác vốn làm gia tăng lo lắng. Các phương tiện truyền thông xã hội thực sự chống lại chúng ta. Nếu chúng ta đang cố gắng khắc phục sự lo lắng của mình, thì chúng ta cần chú ý đến tác động của nó đối với chúng ta và cần giải lao khi cần thiết. Tình liên đới của Đức Thánh Cha dành cho những người đói khổ ở Zambia. Vatican, trước hoàn cảnh đói khổ của người dân Zambia, nơi mà theo Liên Hiệp Quốc 2,5 triệu người bị đói triền miên, qua Hội đồng Giáo mục, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự liên đới bằng cách trao tặng 100.000 euro cho đất nước châu Phi này. Đức cha George Kosmalungu, giám mục Chipita và chủ tịch Hội đồng Giáo mục Zambia, nói về nghĩa cử này của Đức Thánh Cha. Chúa Giê-xu nói, anh em hãy gõ thì cửa sẽ mở cho. Đức Thánh Cha đã làm đúng điều này theo nghĩa đen. Ngài đau buồn trước tình trạng hàng triệu đồng bào của chúng tôi không có thức ăn do cuộc khủng hoảng lương thực được Liên Hiệp Quốc xác định là chưa từng có. Và giờ đây họ còn phải chiến đấu chống lại virus corona. Cánh cửa mà Đức Cha Lungu gõ gần đây là cánh cửa của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã mở nó bằng cách trao tặng 100.000 euro cho giáo hội địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu tức thời cho những người gặp khó khăn nhất. Qua trang Facebook của Hội đồng Giám mục, cha Cleophas Lungu, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Zambia, đã loan tin về nghĩa cử này của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha nhận rất nhiều yêu cầu xin giúp đỡ, nhưng Ngài đã chọn Zambia. Qua các giáo phận, số tiền này sẽ được phân phát đến tay những người cần nhất, đặc biệt những người bị hạn hán và lũ lụt gần đây. Một cuộc khủng hoảng kép môi trường đã diễn ra từ tháng 2.
để đối phó với hậu quả của đại dịch vào cuối tháng 7 qua tòa sứ thần, tòa thánh. Đức Thánh Cha đã gửi đến quốc gia châu Phi ba máy thở và số lượng lớn các vật dụng y tế vệ sinh. Về điều này, cha Lungu khẳng định nhờ sự quảng đại này mà nhiều người đã được cứu. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Lộ đức và các phép lạ. Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Công giáo với cuộc hành hương toàn quốc ở Pháp lần thứ 147 từ ngày 13 đến Chủ nhật ngày 16 tháng 8 hôm nay do Đức cha Antoine Erouard, giám mục phụ tá giáo phận Lille ở miền Bắc nước Pháp và cũng là đại biểu tòa thánh về đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức chủ sự. Đặc biệt hôm qua thứ Bảy ngày 15 tháng 8, thánh lễ trọng thể đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự. Cuộc hành hương này do Hiệp hội Đức Mẹ Phần Rỗi thuộc dòng Thánh Agustino Đức Mẹ Mông Kiệu, quen gọi là dòng Assumptionist, tổ chức hàng năm, và đặc biệt năm 2020 này cũng là năm kỷ niệm 175 năm thành lập của nhà dòng, một dòng đang hoạt động tại 27 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 147 năm nay cũng mang một sắc thái khác thường vì đại dịch COVID-19 từ tháng 3 đã làm ngưng lại các cuộc hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu quốc tế này. Trong những tháng qua, 96% trong số 137 khách sạn tại Lộ Đức đã phải đóng cửa, số thiệt hại lên tới 340 triệu euro. Thị trưởng thành phố Lộ Đức đã phải viết thư cho chính quyền Trung ương Pháp và nói rằng tình trạng chúng tôi trầm trọng đến độ tự mình chúng tôi không thể vượt qua được. Khác với nhiều đền thánh quốc tế trong giáo hội, Lộ Đức có lẽ là nơi xảy ra nhiều phép lạ nhất được giáo quyền chính thức công nhận sau những thủ tục điều tra nghiêm ngặt, có thể nói là nghiêm ngặt hơn cả các thủ tục cứu xét các phép lạ trong các án phong chân phước và hiển thánh. Thực vậy, trong số 7.000 hồ sơ về những vụ khỏi bệnh khác thường được đệ trình tại văn phòng y khoa Lộ Đức, cho đến nay chỉ có 70 vụ được giáo quyền chính thức nhìn nhận là phép lạ sau các cuộc khảo sát sâu rộng của các bác sĩ và các khoa học gia, trong đó có cả những người vô thần. Phép lạ đầu tiên xảy ra cách đây 161 năm, vào ngày 1 tháng 3 năm 1858. Bà Catherine Latapie, 38 tuổi, người Pháp, bị liệt phải nằm dài trên cáng trong 18 tháng trời. Sự khỏi bệnh của bà được Đức Giám mục Giáo phận Tarbes ở địa phương nhìn nhận ngày 18 tháng 1 năm 1862, sau 4 năm điều tra. Phép lạ gần đây nhất là phép lạ thứ 70, đó là cuộc khỏi bệnh lạ lùng của nữ tu Bernadette de Morio, người Pháp, thuộc dòng Phan Sinh Hiến sĩ Thánh Tâm Chúa Giêsu, xảy ra ngày 11 tháng 7 năm 2008 và được giáo quyền nhìn nhận ngày 11 tháng 2 năm 2018, sau 10 năm điều tra. Nữ tu Morio năm nay 81 tuổi, từ cuối thập niên 1960, chị bị bệnh quen gọi là hiệu chứng đuôi ngựa, phần cuối của tủy xương sống. Từ năm 1987, chị không đi lại được nữa. Chị Bernadette Morio kể lại, hồi tháng 2 năm 2008, bác sĩ điều trị mời tôi tham gia cuộc hành hương của giáo phận Beauvais từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7 cùng năm tại Lộ Đức. Tôi chưa bao giờ đến Lộ Đức trong tư cách là bệnh nhân. Tôi đã đi Lộ Đức với niềm vui của tất cả các tín hữu hành hương, vì năm 2008 cũng là năm kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra với Bernadette. Trước hang đá, tôi cảm thấy sự hiện diện huyền nhiệm của Đức Mẹ và Thánh Nữ Bernadette. Tôi không hề cầu xin ơn được lành bệnh, nhưng xin ơn hoán cải tâm hồn và sức mạnh để tiếp tục con đường bệnh nhân của tôi. Sau khi trở về cộng đoàn tu viện ở Besle gần thành phố Beauvais, đã xảy ra cho chị Morio điều mà ngày nay giáo hội nhìn nhận là phép lạ. Chị kể, ngày 11 tháng 7 năm 2008, trong lúc chúng tôi đang chầu mình Thánh Chúa và hiệp thông với Lộ Đức, tôi hồi tưởng lại giờ phút mạnh mẽ đã trải qua
Trong lúc phép lành mình Thánh Chúa được ban cho các bệnh nhân, trong đó tôi thực sự cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu. Kinh nghiệm ấy được tái diễn. Sau khi chầu mình Thánh, tôi cảm thấy trong thân thể tôi một cảm giác nóng và thoải mái. Tôi cảm thấy lành mạnh. Trở về phòng riêng, chị Bernadette Morio đã rời bỏ các máy móc y khoa, thanh kẹp chân, tắt máy hỗ trợ thần kinh. Với đức tin, chị bắt đầu bước đi hoàn toàn tự lập, không cần sự giúp đỡ nào. Các nữ tu cùng nhà làm chứng cho sự thay đổi ấy. Tiếp đến, chị đến gặp bác sĩ điều trị và ông chứng nhận sự thay đổi. Các bác sĩ chuyên môn sau đó cũng nhận thật như vậy. Rồi chị trình diện tại văn phòng y khoa quốc tế tại Lộ Đức và văn phòng quyết định khởi sự tiến trình điều tra và thẩm định với nhiều lần cứu xét. Sau cùng, trong khóa họp toàn thể thường niên ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2016, Ủy ban đồng thanh trừ một phiếu, nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Bernadette Morio là không giải thích được theo tình trạng kiến thức y khoa hiện nay. Chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2018, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức cũng là kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Lộ Đức. Đức cha Jacques Benoît Gonin, giám mục giáo phận Beauvais ở miền Bắc Pháp, đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Morio là phép lạ, là dấu chỉ thần linh đạt được nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức. Phép lạ thứ 70 trên đây được công nhận và công bố 5 năm sau phép lạ thứ 69 tại Lộ Đức. Người được phép lạ ấy là bà Daniela Castelli, sinh tại miền Bắc Italia. Ngày 4 tháng 5 năm 1989, trong cuộc hành hương tại Lộ Đức và tắm nước suối Đức Mẹ tại đây, bà được khỏi bệnh một cách lạ lùng. Bệnh gọi là khối cận tử cung và một u xơ ở tử cung mà bà đã phải chịu từ lâu trước đó. Bà trình báo với văn phòng y khoa Lộ Đức về sự khỏi bệnh đột ngột của bà. Sau 5 lần nhóm họp vào những năm 1989, 92, 94, 97 và 2010, văn phòng đồng thanh xác nhận bà Castelli đã được khỏi bệnh hoàn toàn và lâu dài từ sau cuộc hành hương tại Lộ Đức năm 1989, khỏi những triệu chứng mà bà đã phải chịu từ 21 năm. Điều này không có liên hệ gì tới những cuộc can thiệp và chữa trị y khoa. Trong phiên nhóm họp ngày 19 tháng 11 năm 2011 tại Paris, Ủy ban Y khoa Quốc tế về Lộ Đức đã chứng thực rằng cách thức khỏi bệnh của bà Castelli là điều không thể giải thích được trong tình trạng kiến thức hiện nay của y khoa. Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Đức cha Giovanni Giudici, giám mục giáo phận Bavia ở Bắc Ý, nơi bà Castelli sinh sống, đã tuyên bố nhìn nhận tính chất lạ thường và phép lạ và giá trị dấu lạ của việc khỏi bệnh này. Tổng cộng trong 160 năm qua, đã có 30.000 vụ khỏi bệnh tại Lộ Đức, trong đó có 7.000 vụ được thiết lập hồ sơ và 2.000 vụ được nhìn nhận là không giải thích được về phương diện y khoa. Nhưng cho đến nay, chỉ có 70 vụ được giáo quyền nhìn nhận là phép lạ. Tiêu chuẩn cứu xét của Ủy ban Bác sĩ Quốc tế ở Lộ Đức rất nghiêm ngặt. Phần lớn hồ sơ về những vụ khỏi bệnh được chấm dứt sớm, và từ phép lạ là điều mà cho đến nay, ủy ban gồm 30 bác sĩ thường tránh sử dụng. Trong ủy ban có một số bác sĩ vô thần hoặc không phải là người công giáo, và thẩm quyền tuyên bố phép lạ thuộc về Đức Giám mục bản quyền của nơi mà người được khỏi bệnh cư ngụ. Từ năm 2006, Ủy ban Y khoa cứu xét những vụ khỏi bệnh qua 3 giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, Ủy ban cứu xét tiểu sử của bệnh nhân và bệnh trạng của họ để xem đó có phải là một cuộc khỏi bệnh bất ngờ hay không. Trong giai đoạn thứ hai, Ủy ban sẽ cứu xét xem đó có phải là một cuộc khỏi bệnh được xác nhận và củng cố hay không. Và giai đoạn thứ ba là cứu xét về nhìn nhận tính chất ngoại thường của việc khỏi bệnh. Và chỉ sau đó, họ mới chuyển hồ sơ cho vị giám mục bản quyền. Các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Bệnh đó phải là bệnh nặng và nguy hiểm tới tính mạng, và việc khỏi bệnh phải là bất thình lình, hoàn toàn và kéo dài. Cả sự thay đổi cuộc sống sau đó cũng giữ một vai trò quan trọng. Radio Tâm Ca
kể và hát về tình Chúa, tình người, nỗi lòng người xa xứ. Trần Đình và Trần Dung chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt. Các bạn thân mến, quê hương đã là chủ đề của những bài hát đậm chất dân ca, đậm tình người, tình dân tộc. Và đối với những ai sống xa xứ thì hẳn hai từ ấy lại càng đặc biệt hơn nữa. Đó có lẽ là cái cảm giác vừa thấy thân thuộc gần gũi, vừa lại cảm thấy xa lạ và trông chênh, đúng không? Và xa xứ đúng là khiến người ta dễ khắc khoải và dễ nhớ nhung. Và kèm theo đó là sự sợ hãi và cô đơn nữa. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với tâm sự của Sơ Quỳnh Trâm. Sơ ấy chia sẻ về những tâm tình của một người con xa xứ trên mảnh đất mà Sơ ấy gọi là Phù Tang. Phù Tang là nước Nhật đúng không? Đúng rồi ạ, hay còn gọi là đất nước mặt trời mọc, hay còn gọi là xứ sở hoa anh đào á. Vậy mình cùng đến với bức thư của người đẹp xứ Phù Tang nha. Sơ ấy chia sẻ như thế này. Ngồi lại với Chúa lúc này, nghĩ về cơn đại dịch virus corona, nghĩ về những khó khăn mà tất cả mọi người chúng tôi đang phải trải qua. Tôi muốn dành những tâm sự của mình lúc này hướng tới các bạn trẻ mà tôi có cơ hội được đồng hành và được làm bạn. Chính các bạn là một trong những lý do tôi hiện diện tại đất nước mặt trời mọc này. Đã 10 năm trôi qua, nhiều khi tôi cảm thấy mình chưa làm được điều gì cho cánh đồng chuyển giao nơi đây, ngoại trừ cố gắng chu toàn thật tốt trong từng bổn phận bằng tất cả tình yêu và lòng nhiệt thành. Tôi chỉ hy vọng rằng sự hiện diện của mình cũng có ý nghĩa nào đó trong chương trình của Chúa. Thương lắm những bạn phải vất vả chạy vậy khắp nơi để có đủ tiền làm visa sang Nhật. Bạn thì là thực tập sinh, bạn khác là du học sinh. Nhưng dù ở diện nào đi chăng nữa, với rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, giá sinh hoạt đắt đỏ, cùng với những khó khăn về tài chính nhất định, chẳng bạn trẻ nào lại không cảm thấy những áp lực phải thành công để trở về. Nhưng đời nhiều khi đâu có là mơ. Đúng rồi, những áp lực ha. Những áp lực từ khi mà bắt đầu đi cho tới khi mà chuẩn bị trở về, người ta cảm thấy cái áp lực buộc phải thành công á. Và Sơ ấy chia sẻ rằng những bạn may mắn thì có công việc ổn định, chọn được trường tốt, được học ngành mà mình thích, nhưng con số ấy cũng không thực sự nhiều. Phần đông số còn lại đã phải trải qua những cuộc chiến trước đó. Để có được tấm visa từ Đại sứ quán Nhật, rất nhiều bạn đã phải cầm cố nhà cửa rồi chạy vạy khắp nơi. Thế là thay vì có thể học đàng hoàng, có công việc ổn định, nhiều bạn lại phải cày ngày, cày đêm để nai lưng trả nợ. Thương lắm những bạn không may lại gặp phải những công ty ma, những trường học xấu. Ở đó người ta chỉ tìm cách lấy tiền mà chẳng thực sự dạy cho người ta chữ gì. Còn những bạn đi làm thì công ty quản lý như giam lỏng, không cho nhiều thời gian tự do để có thể vui chơi giải trí hay thậm chí là việc thờ phượng. Gần đây tôi phải chứng kiến những chuyện rất đau lòng xảy ra. Có những bạn mải mê với những ván bài may rủi trong tiệm Pachinko khiến tán gia bại sản. Ủa mà nè, Pachinko là gì vậy? À, đó là một cái trò chơi điện tử mà nghe nói là cực kỳ nổi tiếng ở xứ sở Phù Tang nhé. Mà ở Việt Nam người ta hay còn gọi là chơi xèng á. Chơi xèng hả? Nghe nói cái trò này là cái trò mà còn đem lại lợi nhuận nhiều hơn cả kinh doanh sòng bạc ở Nhật á. Người ta dùng tiền để mua xu nè, rồi hoặc là mua bi để có thể chơi tùy theo các trò. Nhưng mà thắng thua là phụ thuộc vào việc có may mắn, có nhanh tay hay nhanh mắt mà thôi. Có lẽ nhiều bạn trẻ tưởng dễ nên là lao vào trò này đúng không? Đấy, vì vậy nên mới đem lại nhiều thu nhập hơn kinh doanh sòng bạc á. Đúng. Rồi nhưng mà trở lại với bức thư của Sơ ấy nhá. Sơ ấy nói rằng có bạn mải mê với sòng bạc thì cũng có bạn làm việc quá lao lực đến nỗi phải bỏ mạng nơi xứ người. Đó, người thì chơi nhiều quá, người thì làm nhiều quá. Có bạn lại lâm vào cảnh lao lý vì gian dối và mua bán trái phép. Có bạn bị giam giữ vì tội bỏ học hay phá hợp đồng, một phần vì bị o ép về lương bổng, phần khác thì do môi trường làm việc. Khi lâm vào hoàn cảnh như thế, có nhiều bạn sợ ba mẹ lo lắng buồn bã, vừa không dám về nhà mà vừa không dám kể với ba mẹ những khó khăn mình phải oằn mình gánh chịu. Đó là chưa kể những đè nén trong tâm hồn, những điều chẳng có thể thổ lộ cho ai. Thế là ngày hết hạn visa, nhiều bạn cố ở lại làm việc thêm chút nữa. Làm việc bất hợp pháp, thế là lại phải ngồi tù. Tôi thấy luật pháp Nhật đúng là nghiêm túc lắm á. Nhưng thương tâm hơn cả là chỉ vì tiền mà chính bạn bè cùng phòng, thậm chí là cùng quê sát hại lẫn nhau. Chứng kiến những cảnh như thế, ai mà chẳng thương tiếc, ai mà chẳng xót xa.
Người thân của cả hai bạn trẻ đều cảm thấy hối tiếc. Ai mà biết được con của mình ở nơi xa xứ lại tha hóa đến như vậy? Ai mà biết được đồng tiền lại khiến những đứa con sống đầy trách nhiệm với gia đình, trở thành những tay giết người được? Có những bạn vừa mới sang Nhật được ít lâu, bỗng dưng phát hiện bị bạo bệnh, thế là bị trả về. Thật là nợ càng thêm nợ, lo càng thêm lo. Tôi thực sự đau với nỗi đau của các bạn, khắc khoải với những khắc khoải của các bạn. Tôi hiểu rằng những điều tôi được biết chỉ là một trong số những khó khăn mà các bạn đang gặp phải. Ở ngoài kia còn biết bao những hoàn cảnh đau lòng khác mà tôi không hề hay biết. Mỗi ngày trôi qua, chỉ cầu mong bình an và hạnh phúc đến với các bạn mà thôi. Nhưng trên tất cả, trên đất Nhật này, tôi nhìn thấy những con người tha hương cầu thực, với ước mong cuộc đời trở nên tốt hơn. Tôi nhìn thấy sức mạnh của tuổi trẻ, của niềm khát khao sống. Tôi nhìn thấy nỗ lực vươn lên không ngừng. Tôi đi cùng các bạn trong nước mắt và tiếng cười, trong khổ đau và hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của tôi. Nơi các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ công giáo, tôi nhìn thấy khát khao tìm kiếm Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy những tâm hồn sẵn sàng cống hiến tài năng và sức lực cho cộng đoàn, cho các hoạt động thiện nguyện. Cùng nhau, chúng tôi đã chia sẻ lời Chúa, tham dự thánh lễ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời. Chính các bạn là những người bạn giúp tôi tiếp tục sống cuộc đời của mình theo ý Chúa và tìm thấy niềm vui trong ơn gọi của tôi. Lúc này đây, lạy Chúa, khi cơn đại dịch virus corona đang hoành hành trên khắp thế giới, nhất là tại Nhật và Việt Nam, con cầu nguyện cách đặc biệt cho các bạn trẻ và tất cả những người con tha hương trên đất Nhật và trên khắp thế giới. Xin Chúa nâng đỡ các bạn, xin Chúa gìn giữ và chở che các bạn. Con cũng cầu nguyện để lương tâm con người hướng tới những giá trị sống đích thực. Trong những khó khăn, mọi người biết đồng lòng chung sức, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Xin Chúa đặc biệt thương đến những bạn trẻ đang gặp khó khăn về kinh tế trong thời gian đại dịch này. Và xin cho con được sống trọn vẹn sứ mạng của mình, sứ mạng rao giảng tin mừng và phục vụ anh chị em. Ngoài kia bao người hoang mang hỏi Chúa đâu, Ngài ở trên cao hay nơi xa, cuộc đời bể dâu, đất sầu cô liêu, hoa vẫn nở, đường xưa vẫn còn, trời vẫn xanh trong, sao lòng người như mất hy vọng. Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi buồn của con, Ngài vẫn bên con mà lo lắng làm con không nhận ra. Chúa đang bước đi cùng con, nêu lòng tin con người ơi. Tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ đời buồn vui. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Chúa đau cùng con, sáng tác của Sơ Quỳnh Thoại, do phần trình bày của ca sĩ Minh Nguyệt. Gửi đến bài hát này, Sơ Quỳnh Trâm nhắn với các bạn trẻ của mình rằng: các bạn trẻ ơi, dù cuộc đời trắc trở, khó khăn bủa vây và dòng đời nghiệt ngã, hãy tin rằng Chúa luôn ở bên và đồng hành với các bạn. Hãy sống với trọn niềm tin và yêu thương nhé. Đúng là trong thời điểm đại dịch này thì nhiều người mất việc, đặc biệt là những thực tập sinh hay những du học sinh thì càng khó khăn hơn nữa. Bởi vì khủng hoảng kinh tế rồi các bạn không có thể đi làm thêm, không có thể kiếm thêm thu nhập. Và có lẽ bức tâm thư này cùng với bài hát mà Sư gửi tặng sẽ đem lại nguồn khích lệ nào đó cho các bạn. Và Sư Quỳnh Trâm hiện tại còn làm một chương trình đọc sách thiêng liêng trực tuyến trên Facebook nữa. Sư này cũng làm truyền thông mạnh dữ hen. Nhà truyền giáo mà, người ta cũng có nhiều sáng kiến, cũng có nhiều trăn trở trong hành trình đồng hành với các bạn trẻ lắm á. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ như Sư Quỳnh Trâm chẳng hạn, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.